Thành xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Cừu Đôi Nhãn nha. Thì hiện tại giờ này cũng là tầm khoảng 8 giờ sáng rồi đó cô chú anh chị. Trời thì cũng nắng lên dữ lắm rồi. Hôm nay là gia đình mình tiếp tục xuống thăm dưới vườn, cũng như là mình sẽ bé ổi. Nhưng mà hôm nay là đặc biệt hơn là sẽ có cô Hương với chị con của cô là cũng xem kênh lâu lắm rồi đó cô chú anh chị. Hôm nay là cô cũng đến thăm gia đình. Ngoài ra thì có anh tài xế nữa. Cô đến thì đã đến lúc trưa hôm qua rồi. Sáng thì mình cũng có ăn sáng rồi. Giờ là mình bắt đầu xuống dưới vườn mình hái cái tỏi. Rồi xíu nữa mình sẽ về tiếp tục làm cơm. Ui, gia đình mình ơi. Cô bên đó đã... Chị. Chào cả nhà. Đây là anh tài xế. Cái đó là cái phần ngọt đó, anh nó thao miệng luôn đó. Trắng cái đi anh. Dạ. Trắng cái liền. À, đang trái nè. Lúc này thì ổi của mình cũng qua cổ rồi đó cô chú anh chị, nên là trái nó không có được nhiều. Hay có trái bự quá, trái bự cho má luôn kìa ba Lộc. Có trái cho má luôn kìa. Đây nè phải không? Quá trời ngon, rồi anh đẻ đi. À, trái này rất là trời ơi, kìa trái lớn kìa. Anh đẻ trái này đi mới đã nè, đó. Đem cầm bọc cho. Cái này phải ngựng bọc sao á ba Lộc á. Chị hai nè cô chú anh chị. Đây, để Thành quay lén nè. Cô chú anh chị coi. Ở trong kia có một cái mà không biết. Lấy gì vậy trời? Đang dụng. Nhìn nhìn trái nè. Ăn trái này nó vậy mà cũng ngọt á. Dạ. Tháng này mưa là chắc nó lạc lại đấy. Ăn nữa hả? Ngọt hơn nữa hả? Ăn quay. Cái này nó tới lớn dữ rồi. Cái này em tưởng nó hơi mà nhảy nó bị thẹo mang luôn. Ra anh ở ngọt mà. Cái này hơi mềm mềm nè mấy anh không? Ăn thử đi chị. Liêm ơi. Cắn tự nhiên luôn á chị, nó ngọt lắm. Cô. Tính là cô có treo dù mát mẻ hết chứ. Mềm mà sao nó treo. Dạ. Cái thân mà sao cái thân nó gì bự mà ấy cái trái nãy của mình là chị. Ủa thân nó mềm quá nó có ấy không? Không có đâu cô. Dạ. Tại mình bọc. Không sao cô. Nó hơi mềm. Ngon, nó hơi mềm. Cô thì cũng lớn tuổi rồi. Chế em thấy chế còn trẻ thì chế ăn chế mềm vậy đúng không? Cái trái của chế vậy đó hả? Đúng rồi. Trái này phải lớn tuổi ăn được. Ngon. Lên màu đẹp đó. Mẹ nó bị xấu xíu nè. Sao mẹ? Nắng quá trời nắng hả? Cái này là mình tưới tự động luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Hứa hẹn là xíu nữa là cô về sẽ làm một cái món mới, rất là mới với mình luôn. Cô nói bữa nay là gia đình. Cô sẽ quyết định đãi cho cả nhà mình một món mới mà không biết món gì đấy. Trái miệng phải là thích trái cứng, cái trái miệng trái giòn phải không? Trái đó là mới tới hả chị? Trái nó không ngon không? Trái giòn, trái nhỏ nhỏ. Biết ăn. Mà bị, thường là ổi quy này là cái trái nhỏ nó ngon hơn cái trái bự chị. Đúng rồi. Bây giờ mình đi ra thị trường người ta cũng lựa mấy trái nhỏ vậy đó chị. Trái bự ngược lại người ta chê nhỏ vậy á. Rồi người ta mua quá chị, người ta đòi cái giá vậy đó chị. Trái này nó hư rồi chứ. Nhưng mà ăn thì được. Ủa trái chết rồi. Trái chế ăn hết rồi. Trời ơi. Coi lẹ dữ vậy đó hả? Hay vậy? Kẹp nó ba lẩu. Mẹ mình lấy muối xuống chơi. Nãy mình quên tắt muối. Có mình muối thì ngọt rồi. Ngọt mình chết muối gì nhiều nữa. Phải ăn xuống ngay cái mùa thanh nhãn luôn nó ngon rồi. Cái thanh nhãn của mình lê quay là trái nó cũng bự rồi nè cô chú chị. Cái này là cho ăn bao bụng luôn. Hôm nay là nó bằng cái đầu ngón tay út mình. Chắc tầm khoảng hơn 2 tháng nữa là mình có thu hoạch rồi đó chứ. Hôm nay là chị Hai tiếp tục bận áo khoác này quen lắm nha. Áo ấy. Dạ. Áo của cô bút gãi á. Dạ. Trái nhìn thấy cái ổ này chứ. Ôi, hai trái đó cũng ngon lắm rồi. Trái bẻ đi em định cho. Đây chứ bẻ nha. Anh được bẻ không? Anh được bẻ đi trải nghiệm. Bẻ ở đây thì em thấy với em quen nè. Em thấy hàng tấn luôn rồi. Em bẻ cái ngán à. Em ngán nè ba Lộc. Dạ.
vậy chứ à, cái trái ổi á mình nghĩ nó hết lúa, kiểu trái giống lúa. Như là mình bẻ mỗi ngày mình quen rồi, mình biết, mình nhìn vô là mình biết trái nào bẻ được, trái nào không bẻ được liền à. Còn có cô chú anh chị giống như mới tới, giống như anh này nè, thì nhìn giống như không có biết là trái nào là sắp thu hoạch, trái nào là chưa được. Nó chưa à. Mình lần sau là xách cái bọc mà đi te te, mình nên là bẻ ở đây đó chứ. Nhiều khi mình nhà mình bẻ hoài mà cũng bẻ lộn nữa anh ơi. Cái cây bông trang của mình bông quá trời đẹp. Hai cây này là hai màu nè, đây là cây nhãn thành mới bo nè, chắc bo được khoảng 10 bữa. Con ghép ba con. Chiếc ra luôn á. Ghép chơi cây nhãn mới thôi. Dạ, ghép cái nhãn khác à. Tiêu vô nè chị. Cái này tới chưa thành? Tới cỡ mỏi chưa con? Chưa đâu. Chưa đâu mẹ. Mới chừng cỡ 10 ngày à. Dạ. Ghép cho nữa nó như mấy cây đó vậy đó. Này vô vườn thấy sao con? Trời vô thấy khoái mừng quá. Vô vườn. Vô vườn thấy ngon hơn là coi với trên phim rồi. Dạ. Phải không chị? Bởi vì em mới muốn rủ chị xuống đây để chị coi em thấy rồi chị góp ý cho em coi. Góp ý. Đây là gì giờ đây? Góp ý trực tiếp của nhiều cô chú anh chị xem kênh lâu mà đến với gia đình Thành đó ha cô chú anh chị. Trải nghiệm thật sự. Tới lứa mà mình không bẻ nó bị hư luôn, nó chín quá. Trắng. Để mượn trái nước bỏ với uổng để em ăn. Nhìn thấy thèm luôn không biết sao. Cắn một cái bụp một cái, ba lọc cắn cái bụp một cái lạ. Cắn hết nổi. Ồ, trái này nó ngon thật sự luôn. Trái nó quá ngon luôn thành. Ừ. Nó bỏ vô chấm, chấm muối nhẹ nhẹ một cái nữa. Ồ, trái này cái nè. Trời bún nghe bông bông như là. Nó trắng nhưng mà nó vẫn còn độ giòn. Đúng rồi, trái này còn giòn nó chưa mềm mà. Thôi, đi, đi, đi 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 bẻ ổi mà thử giống như cái gì ta, mình thử cái gì mình bún. Dưa. Dưa hấu. Dưa hấu. Trái ổi nó ăn một cái sao miệng ra. Bọc bê chứ. Ba lọc luôn á. Rồi trong cho cái nó ra bông vậy nè, lại phải mình phải chút thuốc luôn cái nữa. Này trải nghiệm ăn ở trong vườn thấy sao chị? Ngon. Em nghe chị cắn nha, góp góp. Dạ. Không có cái máy ép nước á, ép nước. Dạ. Mình bỏ vô tủ lạnh vậy chứ. Ép để tủ lạnh được 2 ngày. Mình ép uống chắc ngon lắm ta. Ép mình để tủ lạnh có nó lạnh lạnh nó uống là không. Mấy người mình giống kiểu mà muốn ốm. Đừng có ăn sáng. Vậy cái để vô cái này uống một ly vô. Tại nó không có hộp á, mình éo cái bỏ hộp vô. Hồi đó chị cũng ở xứ Bần mà không dạ. Thấy ba má. Có hai, hai chấm dạ. Muối thì có. Chứ chưa có biết ăn. Em thích ăn là có chứ không thấy mà nấu cả. Chị nấu ăn. Chị muốn hả? Chị muốn hồi về em góp cho chị coi tự nước. Góp theo cái keo á mẹ. Cái keo. Ăn thử làm dạ. Sao cũng mà thấy người ta nấu nhiều ta nấu ăn ngon lắm hơn dễ ăn nó không có chua dữ hơn con nó không có chua dữ nó thanh hơn nó có cái hậu nó thơm nó dịu giống như trái gì đó cái sống á. Cái đó mà bằng chính mình nấu ra là cái cốt cắn với kẹo xốp me nó chua mà nó dịu dịu vậy đó. Dạ. Cái đó thử mình có cá bông sao không mẹ? Nó nhỏ là kho bằng cho cô ăn. Có ăn cá bông sao chưa chị? Chỉ có ăn cá con chỉ cần cái dạ. Cỡ này thôi nè. Nó nhỏ à. Con này ghiền ăn cá bông sao dữ lắm. Vậy sao? Ờ trên 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 con chỉ có nữa. Dạ. Dạ. Nãy giờ thì mấy chị em với mẹ cũng đi vườn với cô với chị xong về thì giờ mình chuẩn bị nấu ra hết cô. Thì ở đây hôm nay cô sẽ đãi cho mình một cái món rất là lạ luôn mà trước giờ gia đình cũng chưa có từng thử. Thì món này thì con chưa biết món gì nhưng mà ở đây thì mình có chuẩn bị được hai con vịt xiêm với rau ăn kèm, thì cũng có chuối cây với bông súng. Thì hôm nay là mình nấu món gì cô có thể giới thiệu không cô? Bữa nay mình tới đây chơi thì mình đãi ở
cù lao nhãn nha, cái món vịt kho tiết lỏng chấm rau sống. Ăn thử coi. Cái món này thì món của quê nhà chứ không phải là đặc sản gì hết. Đặc trưng thôi chứ không phải là đặc sản gì hết trơn á. Như là theo con chưa ăn là có biết cảm nhận nó ngon, đó là cả tấm lòng của cô. Em nha, tụi em ở đây nguyên nhóm này là chưa ai biết ăn món này hết. Dạ, là lần đầu tiên nghe. Dạ, đúng rồi, con cũng mới biết. Cái thưởng thức này là... cái này là chị cũng tự ra thực đơn, chị đãi gia đình mình luôn đó cô chú anh chị. Vịt này xíu nữa mình sẽ chặt ra hả con? Chặt ra. Dạ. Chặt nhỏ giống mình kho đó. Dạ. Hôm nay thì có thêm bà nữa đây. Chào ở nhà, nãy giờ bắt đầu ông chuyện mới chào luôn. Chào dạ, tại lâu lâu quay một lần cái nó cũng quên đâu có nhớ đâu. Đâu có chuyên nghiệp đâu. Ủa, vậy là cái này em chặt thì chặt còn bự bự hay vậy chắc chi vô đủ bán vậy. Dạ, ủa, như là mình gắp mặn vậy hả chị? Ừ. Dạ, rồi vậy em đi nha. Bà Lộc hái rau muống mình non ha, hả bà Lộc? Hái chỉ được 2 phút thôi, bao nhiêu đó Phạm? Lễ hết cho đi. Gà ngoài vô tay nha. Gà chỉ được 2 phút thôi, bao nhiêu à? Cái đám gà kế bên hôm bữa chứ gà chỉ cắt ngang lại cho thỏ ăn. Sao em thấy cho thỏ ăn được không? Dạ. Để cho nó ra được cái đọt mới ngon hơn. Ok, đó thì mình sẽ trẻ nhỏ, trẻ làm bốn rồi. Em trẻ làm bốn này vậy. Dạ. Để vậy. Ồ vậy là. Cái bông súng nè. Mình giờ thấy ngon hay dễ. Cái này ngon, ngon. Ủa này kêu bông súng á kìa. Bông súng. Bông súng. Bông súng này là mình chẻ ra rồi lát mình lột hay là sao con? Mình chẻ ra rồi mình trộn với chanh với đường giấm giống trồng củi vậy đó. Dạ. Trộn giấm cái này nó ngon. Chăm. Dạ. Bông súng này là uống bông súng thiên nhiên luôn này chứ biết không? Cộng nó nhỏ xíu à. Hồi sáng là nó có cái cộng nào bằng ngón tay mình nha, mày không mua, không mua cái cộng này nè. Chứ bông súng nào nuôi mà có khi cộng ta nuôi có chứ cái đó là người ta kêu bằng bông súng Thái hay gì á. Con thấy bự quá rồi con biết chắc nó chọc chọc súng phân thái, có mà giờ chỉ lắm thì mua bự với nước đâu có phân được cũng có rồi được á chị với nước ta gãy nước ít ra nó bỏ phân á mau lớn rồi nó cắt á. Dạ dạ còn cái chuối cây đó mình sắc ra lát mình cũng bóp gỏi hay là mình trộn vô vậy anh là dạ. Như rau ghém á. Dạ. Nói là như rau ghém vậy đó, hồi đó mình chấm cái đó mềm ngon dạ. Lần đầu tiên con biết tới cái món này. Tại vậy thật sự mà nói từ hồi lúc mà gia đình con quay YouTube tới giờ á thì giống như cũng biết thêm được nhiều con chú anh chị rồi cũng hiểu biết thêm được nhiều món ăn lắm con. Chứ giống như ở đây ở địa phương thì mình ăn vòng vòng có mấy món mình làm hoài à. Vịt thì ở đây thường ăn với con gừng nho mặn vậy đó chứ đâu biết làm cái này đâu. Không có gì nó cháo rồi xong hết. Đây là món của gia đình chứ không phải. Dạ. Đại trà người ta nấu quá không có ai biết nấu. Dạ. Tại vì người ta chưa thấy nấu chứ không phải là không biết. Dạ. Bữa nay sẵn rồi cô chia sẻ công thức lại. Sẵn rồi cô chia sẻ cho biết luôn. Dạ, cô chia sẻ rồi nếu mà có cô chú anh chị xem mà thấy có thích đó thì cũng làm thử theo nha. Vậy. Đâm góc hành với ớt với củ hành tím. Cô sẽ cho hành qua đây. Chị bỏ gia vị thì em chọn cho ha. Có nước mắm nữa. Dạ, nước mắm vô nữa ha chị. Dạ. Cái bổ huyết vô. Hẹn chút cái mình bắt lên mình không có chế dầu gì hết hả chị? À, cũng có chút xí. Chút xí mình thử cái này nè. Dạ dạ. Mình có tỏi ba tỏi chị chuyện hết tiếp tiếp lại cho em đi. À, có tỏi ấy không? Không có thì mình lấy cái này cũng được. Dạ. Đó, có tỏi ăn khi rồi chị. Ừ. Mình lấy vậy cho nó thơm thơm thôi. Dạ. Cái chảo này nó rộng quá ha, bự quá ha. Rộng nó làm ngon.
dễ. Thì mẹ sẽ bắt cái nồi cơm lên, cái nắp ra đó. À, cái mặt không trong đây là có bông súng nè, rồi rau muống mình cũng chẻ mà bông súng mình cũng chẻ, với chuối cây mình sắc lúc nãy là mình trộn vô hết luôn ha chị. Dạ, trộn hết vô xíu là chị sẽ cho rồi ngâm với chanh. Ở trong cái tô nước sốt này là có cái gì hả chị? À, nước mắm, đường và giờ nước tắc. Dạ. Rồi ớt. À, như là mình trồng gỏi thường ngày ha. Dạ, giống như trồng gỏi thường ngày thôi. Dạ. Wow, cái này hấp dẫn nè chị ơi, trộn lên là ăn bắt chấm rồi là bắt dữ lắm luôn. Chua chua ngọt ngọt. Lần đầu tiên em mới biết dạ, cái này. Bỏ vô luôn cho nó ngọt đó con. Dạ. Mình ăn dư mà mình tận dụng nó luôn. Chị thì làm cái món gỏi, còn cô thì làm cái món vịt. Giờ cho cái rau răm này vô răm cho nó ngon. Cù lo nhãn khỏe. Rau răm này làm cho xé cho nó dập vậy nó mới thơm nha bạn. Ê, xé dập vậy nó mới thơm. Chị gọi trong gỏi đi, em lọt tóc rồi Giang. Chị này bữa nay ăn ẩu quá trời. Ăn ẩu quá trời. Ủa, đâu phải tắt lửa cái này nó tự nóng. Ăn lửa có củi không à, có tắt lửa không nha. Rồi được rồi. Vậy là cái món của mình, cái món của mình tên chính xác là cái gì con? Vịt kho huyết lỏng. Vịt kho huyết lỏng nha. Con nhớ rồi. Cái này vô. Bây giờ đâu có thấy huyết nữa, huyết nó cái cục đấy cái này rồi. Dạ. Sao? Cái chảo này dữ lắm nha. Nước sôi, nước sôi. Xới nồi cơm, cái chín chưa dọn cơm luôn. Nồi cơm sợ nhão mà giờ cũng không nhão. Cái này nấu cái nồi cơm quá chạy đó hả mẹ? Nói vậy ai cũng ham là ăn bể nồi cơm, ăn lủng nồi cơm nhưng quá vậy. Cơm quá trời nồi cơm. Giờ chị nấu bây giờ bắt đầu em nướng nha. Con súng á. Chứ hồi nãy chị vớt lên không eo à. Vịt kho huyết lỏng. Ngon mà, em thấy là ngon mà. Ngon là cũng ăn hết nha. À, cái phần huyết là nó lại nó lỏng cỡ vậy mình chan cái nước đó vô trong cái cơm mình ăn ngon á. Dạ. Trời ơi, con có một cháu. Mấy đứa cháu nó ăn nó chắc cái cặn đó nó ăn không à. Dạ. Cái đó là cái huyết á ha con. Dạ. Hai vịt xiêm có cũng nhiều lắm. Nó bám lên cái phần cục thịt của mình luôn. Mình khỏi phải bỏ nước màu gì. Dạ. Dạ. Đây là cái màu thiên nhiên. Đây ba lọc. Mình đi ba lọc. Đây là rồi, nước sôi. Để mấy cái chân này cho ba lọc cạp á. Bơi cho dữ chút. Bơi cho dữ. Nguyên một cái tô vừa chân với vừa thau câu ha. Mấy được. Câu ăn cho đẹp da rồi. Ưu tiên cho ba lọc. Đẹp da. Hả? Sao? Rồi xong quá trời cái phô cậu. Giờ gia đình mình cũng chuẩn bị xong bữa cơm rồi. Giờ Thành cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình Thành luôn nha. Xin mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi em làm thử cái gọi mới mời. Rồi ăn đi anh tài xế ơi. Ăn có sức đặng lái xe. Thôi gỏi ngon quá chứ thử thôi gỏi chứ. Gỏi phải sống cũng ngon. Lúc nãy là mình đi hái ẩu ra dưới vườn là thím ba ở nhà là cần hai con vịt lắm. Xuống là vừa ăn không. Ăn hai con vịt nữa chưa rồi con còn con ba lọc gì á nếu là thay thế ba ký thím ba. Ở dưới mấy chị em. Con nói chắc thím ba dặn bố về luôn rồi. Ta lén quá trời luôn. Nãy cô nói á nếu chế nói về mà thấy hai vịt hầu mà không thấy ba lấy ba về đó. Cô nói nếu mà có về cũng sắp con vịt về chứ đâu. Đâu về đã không được á thứ ba. Công kỹ nhỏ sáng giờ. Lỗi ngon quá. Mà mẹ nói mà nói như vậy là khỏi chấm rồi. Đúng rồi. Vừa mình chan vô cơm mình ăn mình khỏi chấm cũng được. Chấm nó rớt. Cái phần thao gỏi của mình đây. Ủa vậy nhà mình cũng ăn vậy đó. Ngon không là một lát là mình coi là mình biết à. Gán chở cho hết luôn là mừng rồi đó.
biết bên Úc với bên Mỹ mình nha. Mình chấm cái này là 10 điểm rồi ha. Chấm cái gỏi này là 10 điểm rồi. Giờ ba Lộc ăn chấm cái đó coi nhiêu điểm ba Lộc ơi. Gỏi là con chấm 10 điểm à. Thiếu cái mùi nó cũng ra mùi không mùi gì đó. Nhưng mà nó cái mùi huyết nó thấp xuống. Không có đậm mùi. Không có đậm mùi huyết. Tại vì nó pha cái mùi cũng nước dừa ra rồi. Cái này ăn nó thơm thơm cái mùi mũi. Ai nó làm nước dừa cho cái nó giảm cái đầu. Không làm thịt mà mới vô làm cái chân rồi. Này vui mới ngon chứ. Này chắc ăn cái chân này bắt chớn nè. Có chớn ăn chạy không hả? Này là mấy lít rượu à. Cái ba lọc mà chạy không mười mà ăn ăn á. Ngon gỏi ngon thấy ba thử thêm mà. Ừ, gỏi ngon mà cái này cũng ngon nữa. Nào cũng ngon chứ. Thì nó thơm nhà cái mùi huyết nó là dớt dớt ở dưới nước nè. Đúng rồi, có cái huyết vậy nè chân nó ngon. Cái đó mình nói là cái tinh tí hay gì đó chạy. Ừ là giờ chưa là mặn nàng ngon ăn đó. Thiệt em cũng chưa nữa. Ở đây ở quê dạ. Chưa từng ăn chan vô vậy đó thì nó mới ngon. Vớt cái dưới huyết về nè, chan là phải vớt huyết. Ông anh cũng vậy nữa, có ông anh kho vậy là ông cứ cái chắc cái nước mà ấy cái huyết ở dưới ông anh. Dạ. Biết ăn này mình mới ăn lần đầu. Chưa biết ăn rõ gì thì mẹ. Lần sau mới giữ hay vậy. Cái này này mà tương lai chắc là sẽ còn ăn dài dài. Nó béo béo. Chan vậy cái mình ăn nó béo béo cái huyết béo béo. Cái giò này nó cũng dai quá ha. Mới vô mà bắt cái giò này quá trời luôn mà mình ăn cái giò mớp hả? Mới cao quá khó không đấy. Tại vì nhiều quá mà. Sao mà vậy nói gỏi vừa ăn hả? Vừa ăn mà còn chấm nữa. Đâu có, em phải chấm của chị em thưởng thức cái món trời của chị nữa chứ. Nếu em chấm thì đâu được. Nãy cũng không có tính chứ mình để một mớ một mớ ở ngoài cái một mớ trộn thử chấm lại cái nào đó giờ có mới làm cái này để chấm rồi. Còn xưa giờ ăn là toàn là để nguyên thủy cái bào ra về cái mình chấm cái gỏi muốn lá quế thì mới bị đúng không mà em nghĩ em thích là làm gỏi gì chấm rồi nhưng mà ăn đúng của nó là phải không có làm gỏi mà tươi vậy đó rồi mình kẹp miếng lá quế ra có lá quế nó mới ngon thì chấm vô thì nó ngon. Cái này là mình chế rồi nha, ngon. Bữa nay chứ thấy cô Nam im nữa không chế? Nãy giờ chưa nghe cô Nam nói chuyện quá. Nãy giờ quên để ý nữa. Đây là đây là cô chú anh chị hiểu rồi đó. Bữa nào mà ngon cô Nam nói quan chị lắm nói chuyện luôn. Đang bào đang mài dao bào từ nào giờ chờ bào. Hồi nãy là muốn tin đây là biết rồi đó. Hồi nãy là nói chuyến này là em phải ăn hai chén cơm. Là cái món này cô không phải ăn cơm không ăn bún cũng được đúng rồi. Bún mình chan nước vô. Nãy giờ cô tính nói gì đó cái món này là chan bún cũng cũng ăn cũng được. Dạ. Chính ra mình mà là học cái công thức này mình làm bún mình bán được mà ngon. Con nghĩ là rau muống mình bào ha hoặc là cái củ gỏi sen nữa sẽ súng à bún súng á dạ nghĩ dạ, mình làm cái đó là mình làm một món mình bán được á rồi cũng được cái này bắt lắm rồi ngon dạ chuyện có học được nhà chưa được rồi có vợ phần có luôn à đi theo các cánh của Bích Dưỡng. Bữa nào con thử kho thử lại đi dạ. Kho là quay lên cho chị coi. Đại chị đi về mãi nhớ là phải không đúng chưa nhớ con thức chưa nhớ, nhưng mà không bỏ nước dừa đừng có ỷ có bỏ nước dừa nhiều làm mất công thức nè nước dừa cái nó không có còn thơm cái mùi tuyết gì à tôi có thấy nước dừa cái cà mèn vô ha dạ. Ủa comment là gì mẹ? Tại hôm nay con biết comment đó vậy. Bây giờ em nhớ, nếu em có quên em mở cái clip này lên em coi, em sẽ nhớ. Chị hổ nó vừa. Dạ. Cái tưởng là không? Mình thuốc mình thôi chứ ai thuốc. Hãy bỏ vô cho nó thôi. Cất miếng rồi. Để ra gỡ ra. Tôi ăn đi Thành đấy. Dạ. Trước đây con. Cô cứ sợ ổng Thành không ăn, cô kêu ăn hoài. Món gì lạ lạ mình lo mình ăn trước. Làm mạnh mạnh đi cô ơi, bên đây còn cả hai tô nữa. Ba lọc em không?
Cơ thấy lại mất nói hả? Ít nói mà cô hiểu nhiều. Ăn cơm nó chan cái nước nó ngon. Dạ, dạ em chan. Ít nói mà hành động ngon hết rồi. Thử một cái. Hồi xưa mà nói là tôi làm món này rất ngon. Cái món gỏi nữa. Lạ thôi. Lạ chứ rất ngon. Ta thấy ngon không vô tay? Cảm nhận cái món này sao? Nhai. Đang nhai. Đang nhai giờ đang thưởng thức á. Đang nghiệm đang thưởng thức á. Cô nấu cái đó ngon không? Ngon không con? Con nấu á. Cô nấu là của con nấu á. Ngon không? Cho mấy điểm? Cho mấy điểm? Cho mấy điểm? Tại vì bỏ nước dừa đó thành ra nó cho nước điểm. Mấy canh điểm nè. Điểm nè. Vậy là nãy ai đâu bỏ nước dừa cho tao. Tiếp trưởng hả? Tiếp trưởng cậu lên hẻm. Bỏ nước dừa cho nó ngon. Thì nghe lời nói nó là vậy bỏ thử. Vậy là bữa nay hơi thất bại là tay biết chữ. Bây giờ làm hại mắt của con điểm rồi. Thì nó trừ một điểm là trừ cái lỗi biết phụ. Lỗi của biết phụ. Bữa nay là biết này là biết chữ rồi con. Ba sao em ngu vậy ba? Ba hôm nay không đến mạnh gì cái câu đó còn nguyên hả? Mày mới nhiều vô. Cái này thì chị ăn hoài hả? Dạ. Từ cái là cái do cái này ngon á thì cái gỏi nó đắt hơn cô. Vậy thì chứng tỏ là hầu tôi nghĩ ngon. Sợ già nó lục nghề bốn. Có người làm cái lọc này. Ba chưa con, ba chưa con, ba chưa. Con tay lại được rồi. Bye bye. 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 Chị xuống chị đãi cho tụi em đâu vậy có là gì đâu cho tụi em ăn vậy là với mà em quên đi chị rồi ăn rau hết rồi. Quan trọng là cái khúc mình hẹn gặp lại á cô ơi. Hẹn gặp lại. Hẹn một gần ủa tính nói rồi thôi. Ngày hôm nay vô về thấy nơi rồi anh ơi chỗ thành hay vậy. Thấy hãy thấy hãy mạnh khỏe là tới hả? Dạ dạ. Cũng mình là buồn buồn cứ đi giờ. Rồi về là chỉ hẹn mạnh khỏe nha. Dạ. Bye bye cả nhà. Dạ. Giờ cô sẽ lên xe về lại bên Đồng Tháp cô chú chị. Hình cũng cảm ơn. Hình cũng gửi lời cảm ơn tới cô chú anh chị rất nhiều đã xem hết video của gia đình Hình ngày hôm nay. Và Hình cũng cuối lời Hình cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới cô chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ gia đình mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn.